Đây là hoạt động trải nghiệm của các em học sinh trường trung học cơ sở Quế Xuân Kỳ tại nhà truyền thống của huyện Bố Trạch. Ngoài những kiến thức được học trong sách giáo khoa, khi đến đây các em được giới thiệu tự mình khám phá các sự kiện lịch sử văn hóa vùng đất con người của quê hương mình. Qua tiết học hoạt động trải nghiệm ngày hôm nay, em cảm thấy rất hứng thú và vui vẻ bởi em được mở mang được kiến thức lịch sử của em. Qua đó em cũng rất tự hào về những chiến công oanh liệt của ông cha ta đi trước đã để lại, đổ máu xương để giành lại độc lập hòa bình cho tổ quốc, đất nước. Xác định nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho các em học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Vì vậy, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo liên đội thực hiện công tác giáo dục truyền thống cho các em. Qua các cái tiết dạy của các cái bộ môn thì luôn lồng ghép để giáo dục cho các em cái lý tưởng cách mạng, truyền thống quê hương đất nước. Và đặc biệt để giáo dục cái truyền thống của quê hương huyện Bố Trạch thì liên đội thì đã thường xuyên tổ chức các cái buổi ngoại khóa tìm hiểu về các cái gương anh hùng của dân tộc, của địa phương và tổ chức các cái hoạt động hoặc trải nghiệm, và đặc biệt là chú trọng việc cái trải nghiệm tham quan học tập tại nhà truyền thống huyện Bố Trạch. Xác định công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ huyện đoàn Bố Trạch đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhân rộng các gương đoàn viên thanh niên có những cách làm hay. Tập trung đổi mới các hình thức tuyên truyền giáo dục về truyền thống của quê hương đất nước cho lực lượng đoàn viên thanh niên, thông qua việc xây dựng các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Bên cạnh đó là duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, như là chăm sóc, tặng quà cho các thương bệnh binh, rồi khám sức khỏe cho nhân thân người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn sẽ tiến hành vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và tổ chức các hành trình về nguồn, lễ kết nạp đoàn viên tại các địa chỉ đỏ. Có thể khẳng định việc tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương đất nước sẽ góp phần bồi dưỡng lý tưởng chủ nghĩa anh hùng cách mạng để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.